ngày 6 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Sơn Hoàng Anh, 38 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Trà Vinh để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 12, đang ngồi uống rượu một mình tại tiệm hớt tóc của mình ở Trà Vinh, ông Anh nhìn thấy chị NT, 21 tuổi, quê Trà Vinh, ở phòng trọ cách tiệm hớt tóc khoảng 100m, đi làm về nên nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị T. Đến khoảng 1 giờ sáng 27 tháng 12, ông Anh lấy một con dao cán gỗ, lưỡi bằng kim loại dài khoảng 26cm đi bộ đến phòng trọ của chị T và dùng dao khống chế, hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng đồi bại của mình, ông Anh bỏ đi, chị T sau đó trình báo công an. Hiện công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra vụ việc.